mất số điểm vừa mới đạt được, đó là 50 điểm. Bạn có cảm thấy tiếc không? Dạ không chị, mấy cái vòng sau có thể mình lấy lại. Đúng rồi, mình vẫn lạc quan chứ bạn, tại vì chỉ có 50 điểm thôi, còn những câu hỏi lượt sau thì số điểm sẽ ngày càng tăng vọt lên. Vì vậy bạn sẽ còn rất nhiều cơ hội để cố gắng. Mặc dù là bạn đã bị mất số điểm vừa đạt được, nhưng mà bạn vẫn còn quyền trả lời câu đố. Và nếu bạn trả lời đúng câu đố này thì bạn sẽ mở ra được cho mình chữ số đầu tiên trong mã pin của mình. Câu đố dành cho bạn. Một loài chim rất là dễ thương, chủ yếu sống ở Bắc Cực, đúng hay sai? À, theo em là sai. Bạn nghĩ là nó sống ở? Em nghĩ là nó sống ở Nam Cực. Hoàn toàn chính xác. Như vậy là bạn Thái Bảo đã mở ra cho mình được chữ số đầu tiên trong mã pin của mình. Chúng ta đến với lượt câu hỏi thứ hai, có giá trị điểm tích lũy là 100 điểm. Trương Ngọc Anh là nữ diễn viên chính trong bộ phim nào sau đây? A. Hạt mưa rơi bao lâu? B. Sống trong sợ hãi? C. Chuyện của bao? Và D. Mùa Len Trâu. Xin mời Lê Hoàng. Theo mình á, Trương Ngọc Ánh là nữ diễn viên chính trong phim Hạt mưa rơi bao lâu? Câu A. Câu A. Bạn có vẻ lưỡng lự trong câu trả lời của mình. Không, tại mình nhìn vô đây để mình trả lời cho nên mình nhưng mà mình nghĩ chắc chắn là câu A, hạt mưa rơi bao lâu. Và đó cũng là đáp án của chúng tôi. Lê Hoàng ơi, bạn vừa mới mang về cho mình 100 điểm. Dạ. Bây giờ thì sao nào? Trước mặt bạn là 3 chiếc thẻ cơ hội. Một sẽ được nhân 3 số điểm, 2 bị chia đôi. Nếu không may mắn sẽ bị mất toàn bộ số điểm vừa đạt được, có nghĩa là mất 100 điểm. Dạ. Mình vô tới đây rồi. Chơi vô luôn. Tới đây rồi, chơi luôn. Dạ. Có nghĩa là mình lấy thẻ số 1 đi. Thẻ số 1, chúng ta cùng xem. Không may đã bị chia đôi số điểm, có nghĩa là bạn chỉ còn lại 50 điểm mà thôi. Dạ. Nhưng mà không sao, bạn vẫn còn quyền trả lời câu đố. Nếu trả lời đúng câu đố này, cũng như bạn Thái Bảo, bạn sẽ mở ra được cho mình chữ số đầu tiên trong mã pin của mình. Bạn hãy nhìn lên màn hình và hãy cùng đoán xem hình nào còn thiếu. Bạn có nhận ra đây là gì không? Dạ, nhận ra đây là bộ máy vi tính. Ừ, một cái là bàn phím và một cái là CPU. Dạ. Vậy cái còn thiếu là gì bạn? Thiếu cái màn hình. Thiếu cái màn hình vi tính. Dạ, màn hình vi tính. Quá là đơn giản để bạn đoán ra câu này đúng không? Xin chúc mừng bạn. Chúng ta đến với lượt câu hỏi thứ ba. Lượt câu hỏi có điểm tích lũy là 150 điểm. Tất cả các giải quần vợt Grand Slam, giải nào thi đấu trên mặt sân cỏ? A. Pháp mở rộng. B. Mỹ mở rộng. C. Wimbledon. D. Úc mở rộng. Xin mời Lê Hoàng. Tất cả các giải quần vợt Grand Slam, giải thi đấu trên mặt sân cỏ là Wimbledon. À, bạn có thích thể thao hay không? Mình rất thích. À, bạn thích nhất là bộ môn nào? Dạ, đá banh. À, vậy còn đối với lại quần vợt thì sao? Thì mình cũng biết và biết chơi thôi, chứ thật sự đam mê nhất vẫn là đá banh. Có nghĩa là bạn biết nhưng mà chỉ biết một chút ít mà thôi. Tôi nghĩ rằng một chút ít đó cũng đã đủ cho bạn trả lời đúng câu hỏi của chúng tôi. Dạ. Lê Hoàng ơi, dạ. Tiếp tục như thế nào đây? May mắn là luôn. Thử vận may của mình. Dạ. Bạn chọn thẻ số mấy? À, mình chọn thẻ số 2. Thẻ số 2. Lại một lần nữa, may mắn lại không mỉm cười với bạn. Bạn vừa mới mang về cho mình 150 điểm, nhưng mà bây giờ bạn chỉ còn 75 điểm thôi. Hai lần lựa chọn thẻ cơ hội nhưng mà may mắn lại không mỉm cười với mình. Vậy thì nếu có thể lựa chọn thẻ cơ hội một lần nữa thì bạn quyết định như thế nào? Bạn có lựa chọn hay không? Thì vẫn lựa chọn chứ. Vẫn lựa chọn, vẫn tiếp tục thử vận may của mình, có nghĩa là đã đến đây thì phải thi đấu hết mình đúng không bạn? Chơi hết mình. Vâng, tôi rất là đồng ý với ý kiến đó và tôi cũng rất là thích cá tính này của bạn. Chúng ta cùng đến với câu đố. Đây là một câu đố về âm nhạc. Yeah. Năm được nhắc đến trong ca khúc Happy New Year do ABBA thể hiện là năm nào? Bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ về câu hỏi này. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ.
Mình nghĩ là năm 1995. Bạn nghĩ là năm 1995? Dạ. Tại sao bạn lại chọn năm 1995? Tại vì mình cũng đang lưỡng lự là... Tại vì cái năm đó là lần đầu tiên là mình nghe. Năm đó là lần đầu tiên bạn nghe ca khúc Happy New Year, cho nên là bạn nghĩ đến là năm đó là được ca khúc Happy New Year được nhắc đến nhiều nhất, đúng không? Dạ. Nhưng mà thưa bạn là năm mà ca khúc Happy New Year do ABBA thể hiện được nhắc đến nhiều nhất là vào năm 1989. Chúng ta cùng đến với lượt câu hỏi thứ tư. Và trước khi đến với lượt câu hỏi thứ tư thì chắc chắn rằng tất cả các bạn khán giả đang ở trường quay cũng như quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ cũng đang rất là nóng lòng không biết kết quả bây giờ của chúng ta như thế nào. Hiện giờ bạn Minh Luân chưa sở hữu được số điểm tích lũy nào cả và bạn cũng chưa mở được chữ số nào, cố gắng nhiều hơn nữa bạn nhé. Bạn Ngọc Trâm cũng thế, bạn Thái Bảo đã mở được chữ số đầu tiên trong mở pin của mình rồi nhưng mà bạn vẫn chưa tích lũy được số điểm nào cả. Còn bạn Lê Hoàng hiện giờ đang dẫn đầu với 125 điểm. Chúng ta cũng thấy rằng bạn Lê Hoàng hiện giờ đang rất là vui, khuôn mặt của bạn đang tràn trề hy vọng và chúng ta hãy cùng chờ xem bạn có phải là người sở hữu số điểm tích lũy cao nhất trong ngày hôm nay hay không. Chúng ta cùng đến với lượt câu hỏi thứ tư có giá trị tích lũy điểm là 200 điểm. Đây là một câu hỏi về địa lý. Đại dương nhỏ nhất trong năm đại dương trên trái đất: A. Thái Bình Dương, B. Đại Tây Dương, C. Ấn Độ Dương và D. Bắc Băng Dương. Bạn Minh Luân, theo Luân nghĩ đại dương mà nhỏ nhất trong năm đại dương đó là Bắc Băng Dương. Đáp án D. Câu trả lời đầu tiên của bạn đã đúng. Bạn Minh Luân ơi, bây giờ ba chiếc thẻ cơ hội lại hiện ra. Bạn vừa mới mang về cho mình 200 điểm. Nếu may mắn chọn được thẻ cơ hội nhân 3 thì bạn sẽ mang về được cho mình 600 điểm. Bạn quyết định như thế nào? Luân cũng quyết định như các bạn, vui là chính. Vui là chính. Quyết định chọn. Luân sẽ chọn thẻ số 2. Thẻ số 2, chúng ta cùng xem thẻ số 2 có mỉm cười với bạn hay không. Chúc mừng Luân. Bạn đã được nhân 3 số điểm, có nghĩa là bây giờ bạn đã được 600 điểm rồi. Và bây giờ xin mời bạn lắng nghe câu đố của Hồng Phượng. Và nếu bạn trả lời đúng câu đố này, bạn sẽ mở ra được chữ số đầu tiên trong mã pin của mình. Hãy xem một lần nữa may mắn có mỉm cười với bạn nữa không nhé. Mùa hè ở Bắc Bán Cầu là mùa gì ở Nam Bán Cầu? Bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Theo Lương nghĩ đó là mùa đông. Đáp án của bạn đưa ra hoàn toàn chính xác. Như vậy là Minh Luân đang sở hữu 600 điểm và mở ra cho mình được chữ số đầu tiên trong mở pin của mình. Một lần nữa xin chúc mừng bạn. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với lượt câu hỏi thứ 5 có giá trị điểm tích lũy là 500 điểm. Loài chim nào báo hiệu mùa hè đến? A. Én, B. Tu hú, C. Sáo, D. Chích chòe. Xin mời Ngọc Trâm. Lần này Ngọc Trâm lại là người nhanh tay nhất. Được trả lời rồi, mừng quá. Ngọc Trâm xin chọn là đáp án B, tu hú. B, tu hú. Tôi đồng ý với đáp án của bạn. Ngọc Trâm ơi, bây giờ sẽ là một sự khó khăn đối với bạn đây. Bạn vừa mới mang về cho mình 500 điểm đầu tiên. Bây giờ bạn quyết định như thế nào với thẻ cơ hội? Quyết định là sẽ chọn thẻ cơ hội để có thể nhân 3 số điểm của mình, hoặc là thử vận may sự hên xui của mình với hai chiếc thẻ còn lại bị chia đôi hoặc là bị mất điểm? Đã đến chơi thì phải chơi cho hết mình chứ. Không lẽ mình phái nữ mình lại thua nam? Đúng, tôi đồng ý với ý kiến của bạn. Bạn chọn thẻ số mấy? Chọn theo người Hoa thì số 1 là tài. Vậy em chọn số 1. Bạn hy vọng là tài sẽ đến với mình, thần tài sẽ mỉm cười với mình. Chúng ta cùng xem thẻ số 1. Trời ơi. Bạn Ngọc Trâm ơi, thần tài vẫn còn khép miệng chưa mỉm cười với bạn. Nhưng mà không sao, trong những lượt câu hỏi sau thì thần tài, Hồng vẫn tin rằng thần tài sẽ mỉm cười với bạn rất là nhiều lần đấy. Mặc dù là bị chia đôi số điểm, bạn chỉ còn 250 điểm thôi, nhưng mà bạn sẽ có cơ hội trở thành chủ nhân của chữ số đầu tiên trong mã pin của mình nếu bạn trả lời đúng câu đố sau đây của Hồng Phượng. Câu đố, bạn hãy nhìn lên màn hình.
Các người bạn còn lại, chúng ta tập trung lắng nghe. Tế bào máu giúp con người chống lại bệnh tật có màu gì? A. Đỏ. B. Trắng. C. Hồng. Và D. Vàng. Xin mời Thái Bảo. Dạ, theo em là đáp án B. Trắng. Bạn vừa mới nói là bạn nhớ tới đâu thì hay tới đó. Như đó thôi cũng đã đủ cho bạn rồi đấy Thái Bảo ạ. Dạ, xin lỗi. Ba chiếc thẻ cơ hội với ba sự lựa chọn. À, em thích số 2, bây giờ chọn số 2 lần nữa. Bạn thích số 2, chọn số 2 lần nữa. Cùng xem nào. À, bạn Thái Bảo thân mến, rất là tiếc bởi vì bạn vừa mất đi 900 điểm vừa rồi. À, nhưng mà không sao đúng không bạn? Vẫn còn rất nhiều lời câu hỏi phía sau. Và ngay bây giờ, đáng lẽ ra là tôi phải mời bạn đến ngay với câu đố. Nhưng mà tôi vẫn chưa muốn làm như thế. Bởi vì tôi biết rằng ngày hôm nay khán giả dành rất nhiều thiện cảm cho bạn với một nụ cười rất là dễ thương. Và tôi cũng được biết là bạn đang là một ca sĩ đang khẳng định vị trí của mình. Vậy thì ngày hôm nay bạn có mang đến cho chương trình điều gì để có thể trở nên gần gũi và thân thiện hơn với các bạn khán giả hay không? Thì ca sĩ thì bây giờ chỉ biết hát thôi. Bây giờ xin mời quý vị hát cho quý bảo một ca khúc về mùa xuân có được không ạ? Gió hát hiu lung linh hoa vàng, chờ tia nắng về trong ánh mùa sang. Gió mai mơn man trên đó môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mà trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Rừng xuân ơi xinh lặng gió heo mây, để chim muôn quay về với muôn cây. Tình xuân ơi xinh dệt nỗi yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Này gió hay cuốn từng lá rơi, và nắng hay chiếu màu thắm tươi. Cùng những tiếng hát điệu nhạc dân chơi vơi, dịu hồn ta say trong biển khơi. Cho chương trình của chúng ta một không khí mới. Vậy thì đối với bạn nó có làm cho bạn tự tin hơn được chút xíu nào không? Dạ vâng, khi nghe bảo tay thì bây giờ vui hơn rất là nhiều ạ. Vui hơn rất là nhiều. Và sẵn sàng đến với câu đố rồi chứ? Dạ. Câu đố dành cho bạn. Theo bạn, diện tích của thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn hay nhỏ hơn 2.000 km vuông? Bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ. 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 1, hết giờ. Theo em là nhỏ hơn, 2.000 km vuông. Bạn có thể đưa ra một con số cụ thể? Số chính xác thì không nhớ, mà em chỉ nhớ là nói về thành phố thì đất chật người đông. Có nghĩa là bạn suy đoán là thành phố của chúng ta là đất chật người đông, cho nên là bạn nghĩ là nó nhỏ hơn 2.000 km. Dạ. Thưa bạn, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta có diện tích là 2.095 km vuông, có nghĩa là lớn hơn 2.000 km. Bạn đã làm vụt mất cơ hội vừa rồi, nhưng mà không sao, vẫn còn rất nhiều lượt câu hỏi phía sau. Chúng ta cùng đến với lượt câu hỏi số 10. Ở lượt câu hỏi số 10 này, nếu các bạn trả lời đúng thì các bạn sẽ mang về cho mình 2.000 điểm, tương ứng với 2 triệu đồng. Có nghĩa là bắt đầu từ lượt câu hỏi số 10 này thì số điểm của chúng ta sẽ tăng vọt lên. Vì vậy các bạn phải cố gắng hơn thật nhiều nữa. 2.000 điểm đang ở trước mắt các bạn. Câu hỏi dành cho các bạn. Có thể rút tiền từ thẻ ATM khi tiền trong tài khoản thẻ đã hết hay không? A. Không. B. Không với dịch vụ vay trả góp. C. Có với dịch vụ vay trả góp. Và D. Có với dịch vụ thấu chi tài khoản thẻ. Các bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ về câu trả lời này. 10 9 8 7 6. Xin mời Minh Luân. Đáp án B. Bạn chọn đáp án B. Tôi chưa đồng ý với bạn, mời ba người bạn còn lại. Các bạn sẽ tiếp tục có 5 giây để suy nghĩ. 5 4 3 2 1 Xin mời bạn Ngọc Trâm. Trâm nghĩ là đáp án D. Bạn nghĩ là đáp án D. Có với dịch vụ thấu chi tài khoản thẻ. Đó cũng là đáp án của chúng tôi. Bạn Ngọc Trâm thân mến, bây giờ là cơ hội để bạn đến với ba chiếc thẻ. Bạn thích màu nào? Không chọn được không? Không chọn được thôi, nhưng mà có phí quá không? Tại vì bạn vừa mới mang về cho mình 1.000 điểm. Nếu bây giờ được nhân 3 số điểm thì sẽ là 3.000 điểm.
Kết thúc lượt câu hỏi thứ 8 có nghĩa là chúng tôi sẽ đóng tổng đài dự đoán và kết quả dự đoán chúng tôi sẽ thông báo vào chương trình lần sau. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng theo dõi danh sách của những khán giả trúng thưởng vào kỳ trước. Số điểm của các thí sinh kỳ trước: Đinh Vội 11.375 điểm, Trọng Nghĩa 2.750 điểm, Thanh Thảo 4.875 điểm, Thuyết Phụng 7.500 điểm. Phần thưởng 1 triệu đồng đã thuộc về bạn Lê Hồng Phúc, chủ nhân của số điện thoại 0908 834 625, địa chỉ 77/11 Huỳnh Tịnh Của, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đã bình chọn cho Đinh Vội với mã số 01 và có số bình chọn gần đúng nhất. Trở lại với trò chơi của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta cùng xem kết quả như thế nào. Bạn Minh Luân đang sở hữu 950 điểm và 2 chữ số. Bạn Ngọc Trâm 250 điểm với 1 chữ số. Bạn Thái Bảo 1.800 điểm với 2 chữ số. Bạn Lê Hoàng 2.525 điểm với 2 chữ số. Có nghĩa là bây giờ cuộc đua của chúng ta đang diễn ra rất là gay cấn. Kết quả đang xấp xỉ gần nhau. Vì vậy thật là khó khăn để chúng ta có thể biết được ai sẽ là người rời khỏi cuộc chơi cuối cùng và ai sẽ là người sở hữu số điểm tích lũy cao nhất. Và kết quả này sẽ được mở ra với tất cả quý vị vào cuối chương trình, chúng ta cùng chờ xem nhé. Còn bây giờ là lượt câu hỏi số 9 với số điểm tích lũy là 900 điểm. Ôi thật là tiếc thưa tất cả quý vị, mặc dù trò chơi của chúng ta đang diễn ra rất là sôi nổi và hấp dẫn, nhưng vì thời lượng chương trình có hạn, chúng tôi đành phải chia tay với tất cả quý vị ngay tại đây thôi. Thưa quý vị, trò chơi truyền hình ACM do công ty TV Plus phối hợp với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Trước khi chia tay với tất cả quý vị, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ngân hàng Đông Á đã tài trợ cho chương trình này. Và chắc chắn rằng tất cả quý vị bây giờ cũng đang rất nóng lòng không biết ai sẽ là người cuối cùng rời khỏi cuộc chơi và ai sẽ là người sở hữu số điểm tích lũy cao nhất trong trò chơi này. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị theo dõi những thông tin này trong chương trình lần sau. Chữ số tiếp theo đã mở ra rồi. Xin nhắc cho bạn Thái Bảo một điều là nếu bạn giữ lại chữ số cho mình thì có thể bạn sẽ là người tiến lên rút tiền tại máy ATM đầu tiên thì sao? Chúng ta không biết được. Nhưng mà nếu mà bạn đẩy chữ số cho một người khác thì có thể bạn sẽ rời khỏi cuộc chơi cuối cùng nhưng mà vẫn chưa sở hữu đủ 4 chữ số trong mã pin của mình. Bởi vì bây giờ thì kết quả của cả 4 bạn đều đang rất là ngang ngửa với nhau. Bạn quyết định như thế nào đây? Thôi bây giờ em giữ lại cái mã pin này. Bạn quyết định giữ lại? Dạ. Tôi đồng ý với quyết định đó. Chúng ta cùng đến với lượt câu hỏi thứ 15. Các bạn thân mến, chúng ta chỉ còn 2 lượt câu hỏi nữa mà thôi. Không biết là bây giờ các bạn cảm giác như thế nào nhỉ? Bạn Minh Luân, bạn cảm giác như thế nào? Bây giờ bạn đang sở hữu 2.700 điểm và 3 chữ số. Chỉ còn có 2 lượt câu hỏi nữa thôi. Bạn đang nghĩ gì trong đầu mình? Đang nghĩ là sẽ cố gắng bấm chuông thật là nhanh trước 3 bạn để được trả lời câu hỏi, để nâng cao số điểm của mình lên. Quyết tâm, quyết tâm. Chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Lượt câu hỏi số 15: ca sĩ nào đã giành giải thưởng nam nghệ sĩ xuất sắc nhất của MTV Music Award năm 2007? A. Robbie Williams. B. Justin Timberlake. C. 15 Cent. D. Chris Brown. Xin mời Thái Bảo. Justin Timberlake. Bạn đoán là đáp án? Bạn đoán đáp án nào? Justin. Yeah. Bạn đoán là Justin Timberlake. Dạ. Yeah. Bạn nhớ có rõ không? Em có đọc qua thông tin này. Yeah. Bạn đã đọc rồi. Yeah. Bạn đọc ở đâu? Bạn có còn nhớ không? Đọc trên Internet. Đọc trên Internet. Đúng là Internet là một phương tiện rất là thông dụng để chúng ta có thể truy cập tất cả mọi thông tin mà chúng ta quan tâm. Và lợi ích của Internet đã giúp cho bạn trả lời đúng câu hỏi này. 5.000 điểm đã thuộc về đó rồi. 5.000 điểm. Bây giờ sao?
nhân 3 là 15.000 điểm. Tôi cũng không thể nào tưởng tượng được con số này. Ôi các bạn khán giả đang rất là xôn xao. Chọn nữa hả? Bây giờ sao nào? Chơi luôn. Chơi luôn. Chơi luôn. À, 5.000 điểm rồi. Giờ xui rồi. Nhân 3 chia đôi hoặc là mất toàn bộ số điểm. Giữ lại cho như giữ lại hả? Dạ. Có nghĩa là mọi người đều khuyên bạn là nên giữ lại. Các bạn cùng chơi thì khuyên bạn giữ lại, còn khán giả thì khuyên bạn cược luôn. Có giữ lại. Giữ lại. Dạ. Quyết định giữ lại. Rồi hết câu hỏi rồi. Câu đố dành cho bạn. Kỷ lục ghi bàn qua các kỳ World Cup liên tiếp của một cầu thủ nhiều hay ít hơn 14 bàn thắng? Bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ít hơn. Ít hơn. Rất là nhẹ nhàng. Ít hơn. Cụ thể là nhiêu bạn? Thể thao thì em không có nhớ chính xác. Cho nên bây giờ chỉ nhắm chừng đã như vậy. Bạn nhắm chừng là ít hơn 14 bàn thắng. Dạ. Thưa bạn, đáp án của chúng tôi là kỷ lục ghi bàn qua các kỳ World Cup liên tiếp của một cầu thủ đã vượt quá con số 14. Cụ thể là Ronaldo đã đem về cho mình được 15 bàn thắng. Bây giờ chỉ còn có Minh Luân và Thái Bảo là có cơ hội mà thôi. Ngọc Trâm và Lê Hoàng, hai bạn sẽ ủng hộ cho những người bạn của mình chứ? Lê Hoàng, bạn sẽ ủng hộ cho ai? Mình thì bây giờ mình coi như là mình đã hết cơ hội rồi đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ cơ hội còn lại là chỉ có Luân với lại Bảo thôi. Thì hai ta đứng chung một xuồng mà. Hàng xóm, hàng xóm. Hàng xóm. Cho nên là ủng hộ cho Thái Bảo. Còn Ngọc Trâm? Ngọc Trâm thì ủng hộ cho cả hai người luôn.